Đây, cây này mình mới vừa thấy một con nha các bạn. Đâu rồi, nó lên đọt không? Bự ghê chừng nó lủi vô buồn rồi đó. Nó lên đọt kìa, nó đang lên đọt kìa. Tao hú á, nghe tao hú á. Lên luôn rồi. Đây nha các bạn, thì bây giờ là anh em mình đang đi bắt chuột nha các bạn. Cây dừa này lúc nãy mình chọt có nhưng mà nó không có chịu xuống này, nó đang núp bên đó các bạn. Rồi rồi, nó chuyền qua cây bên kia kìa. Cây kia bên kìa. Rồi. Nó chuyền qua cây đó đó. Coi coi là đại đi, lên lục đại đi, nhiều khi nó còn con nữa sao. Vậy thì nãy giờ anh em mình bắt được nhiêu đây các bạn. Nha. Đây là nhà của chú Mười mình nha. Đó. Chú Mười vú các bạn, mà giờ còn có hai vú à. Chưa Mười vú lận. Bệnh teo. Bệnh rồi, bệnh này nó teo lại còn hai vú. Nó chuyền qua cây này rồi nè. Đây là cu bi đang trèo bạn ơi. Cu bi đang trèo nè. Chốt chốt. Ngồi chờ anh. Đó nghe tàu đó. Không có cây nào dài không? Đây nha các bạn, Cubi đang trèo lên đọt nha bạn. Đó, nó lên tới đọt rồi kìa. Mạnh mạnh lên Bi ơi. Rung không nổi mà. Coi anh em quan sát xung quanh nha anh em. Nó lên đọt á Bi, ngay 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 nó lên đầu mày, ngay trên đầu mày luôn á. Bị chản á, nó chuẩn bị phóng hoàng Vinh á. Đó đó, nó phóng hoàng Vinh á, Vinh á. Dũng, Dũng, Dũng ơi, Dũng ơi. Đó đó. Coi chừng nó vô bờ, nó vô bờ. Quanh đây đi, quanh đây, quanh đây. Từ 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 từ. Quậy hướng đó là nó chạy vô hướng tàu nè. Rồi. Lũi vô hang vậy? Dịch dở dở qua cái đây lên, dở dở cho trống lên ngay. Lũi vô đài. Trong cái cây dừa nè. Chọt chọt nó chạy ra hả? À. Dở hết lên. Đó. Gì vậy? Lên rồi đó. Bò ém á nè. Nó nằm ngay đây nè. Mày chém thứ bao ra là thấy á. Đâu? Đâu? Đó rồi, ngay đầu lụm. Hay quá. Ê. Mấy chú hay tụi em nó ghê ơi. Chưa? Không đập chứ cắn tao. Không. Đây nha, một em nữa nha các bạn. Không đập chứ cắn tao mày. Hay quá Bi ơi. Ôi, cái tính giá hè le luôn. Con gì là con đực ăn cái? Đó, đực hả? Trời ơi, vậy tính giá tính đông cá chứ. Rồi, thế là mình thêm vào bộ sưu tập một em nữa nha các bạn. Con này cũng bự á. Rồi, cột cho em ơi. Rồi, tiếp theo. Lên này nào á. Tiếp đi, tiếp đi. Ờ, anh được. Và đây là một cây dừa nữa mình đang phát hiện nha các bạn. Ở đâu, ở đâu? Hello, chào các bạn đi. Chào các bạn. Này, tên gì giới thiệu luôn em ơi? Tên Tuấn. Học lớp mấy rồi? Lớp 7. Trời ơi, giỏi quá. Có không, có không? Cho nghe im quá vậy. Thì đây anh em mình bắt được tổng cộng chỉ có 6 con nha bạn, không có nhiều nha. Sảy quá nhiều rồi. Đây Vinh đang mần một con nè. Rồi. Thôi để lát cái anh em mình sẽ làm món gì tính sau nha. Mới về tới nhà thôi bạn ơi. Ông có thằng không ba hả? À, nó không biết nữa đi. Đưa ông mần đi. Giờ ba lắc. Đi đưa tính giá kìa. Quá trời. Chuột cái trứng hết biết cái trứng nha bạn. Gì chuột cái? Hả? Gì chuột cái? Con gì chứ chuột này chuột gì? Chuột đực mấy cái trứng. Sao trứng bự dữ hả? Con gì đó trứng giấy hả? Ừ.
Trời ơi, thôi. Dạy. Bằng tấm tương của anh Bi luôn á. Nhìn xuống, nhìn xuống. Các bạn có nhận ra đây là cái gì không bạn? Đây là những con chuột đã được ướp rồi nha. Mà tôi cũng không biết ướp kiểu gì luôn nữa. Này là Hữu Vinh nói là món ướp gia truyền nha. Thôi vậy tôi để cho nó ướp luôn, chứ mà giờ cũng không biết ăn nó ra gì không, để coi nướng lên coi ăn ngon không các bạn. Chứ tôi thấy chú Bi là mặt nhăn rồi đó. Đó rồi giờ anh còn thêm cái gì nữa nè. Hả? Tỏi nữa hả? Ờ. Có 80 loại gia vị anh bỏ vô hết trơn luôn mà. Sao chú Bi có ý kiến gì không? Thôi chú Bi lắc đầu luôn rồi bạn. Thôi. Chào thua rồi. Nó dành tôi không làm gì được nha. Giờ là em đã lên chảo lửa nha bạn. Quá trời đẹp luôn, trời nó ướt sao mà có màu không mà sao rồi? Màu gì? Có màu không sao thấy trần rực vậy? Không. Như ta. Ồ quá trời đẹp luôn. Ôi trời. Chuột cô người ta mới quét. Bà Hảo quay cái gì vậy? Ờ thì sẵn máy cầm quay lên cho khán giả nhìn biết là một tay bắt chuột hiện xạ. Có dữ. Rất là đẹp luôn các bạn. Nói thiệt đi, bí kiếp của chú là ướp cái gì mà màu đẹp vậy? No. Hả? No. Quá trời đẹp luôn. Đây ngang cho bạn Hữu Vinh nha. Hữu Vinh là chỉ biết ướp thôi, còn Hữu Vinh là chụp cái con chuột không có dính gì hết trơn á. Đây nè, đây chụp chuột các bạn. Thấy con chuột nhảy xuống lấy đôi dép chọi là trúng rồi. Trúng rồi thì trúng rồi, nhưng mà trúng cái gì? Trúng cái đuôi nó đó. Nó chứ cũng phải trúng mới được như đây chứ, chú nói vậy. Nha. Như đây là tôi chụp hết đó. Ê ghê hả? Thiệt không? Em Vy chụp được một con. Khẳng định cái. Một con. Cái gì nữa? Con vườn hai bé ai chụp? Một con đó. Rồi con ông Mười ai chụp? Con người ta không chọt cái giá sao chụp được. Lửa áp quá em ơi. Lửa áp quá nha. Cháy. Cái này là thay đổi liên tục luôn á. Tôi ngồi ngoài là còn nóng á. Quét kia đi, quét con kia nữa. Học quá ta, giống tay này giống như tay ăn chơi thứ thiệt hay gì nè. Chơi. Cứng sao điệu bộ dữ ta. Hữu Vinh nha các bạn. Kinh nghiệm 50 năm nướng chuột. Đó, kinh nghiệm 50 năm nướng chuột, mới có 14 tuổi thôi bạn. Quá trời quá đất. Khói lên quá, bốc khói nó hửi khói lát nó no cái bắt đầu anh em mình ăn bia rồi. Ngon thế nè. Ngon. Em này sớm giờ công lao cũng lớn lắm rồi, cho mà bây giờ ngồi cú rút luôn rồi nè bạn. Giờ chỉ còn chờ ăn thôi nha. Còn một em Hữu Thịnh nữa mà. Em Thịnh bây giờ mắc công chuyện rồi chưa vô được nha. Chắc có lẽ là một lát đến giờ ăn em sẽ vô đó. Hay là giờ ăn em không vô nữa thì chừa cái đuôi. Chừa cho em đó cái đuôi. Cái tiếng nhỏ xíu dùm rồi hết. Nhỏ xíu dùm là người chuẩn. Đây các bạn, thì anh em mình đã chế biến và hiện tại nó ra như thế này các bạn. Rồi, điền điền rồi. Rồi, mời hai em. Chắc luôn cũng điền rồi. Sao nè, cho ý kiến nha. Mời bẻ miếng đùi chuột nha. Ok. Rồi, vô đi em ơi. Xé cái đây. Nè, mời các bạn cái nào. Rồi, chín chưa mà làm gì rồi rồi nha. Mời các bạn miếng đùi chuột, chỉ okay. Mình nghe. Còn cái chú bên này ăn sao mà thấy dai hay sao mà xé dữ hả? Đúng tường. Chuột, thịt chuột này mềm lắm các bạn. Ngon nha. Nước chuột này là chuột dừa nha các bặn. Thịt ngọt các bạn. Mặn cay cay nữa chứ. Chuột mình bắt ở trên cây dừa là nó thịt nó béo lắm nha. Nó ăn dừa. Nó còn thái các bạn. Cái thời điểm này là cái thời điểm mà cái giá dừa rất là rẻ luôn các bạn, cho nên là bà con người ta không có quan tâm đến cây dừa nên người ta không có diệt con chuột nha. Chứ mà dừa mắc mà nó chỉ cần nó khoét một trái một thôi là cũng cả vấn đề rồi. Thời điểm này là chuột hồi sớm mình bắt ra con nào cũng lấy bự bự thôi, cỡ đó là chuột dừa là bự rồi các bạn. Nó ăn dừa nó mập cái ghê các bạn. Dừa mập ghê luôn, béo.
Sớm đúng là có em Thịnh đó nha. Quả nhưng rồi. Mà do em Thịnh có công việc rồi không có ra được. Xin lỗi em Thịnh nha. Thịnh thì thôi chứ. Mà điều là hai em nó nướng lửa hơi áp cho nên là hơi cháy cháy nha. Mà em Thịnh miếng nha. Rồi. Một con. À là khỏi giành giật đó phải không? Đúng. Trời cái con này đen quá, để tôi xử lý con này cho. À, mỗi người con vậy nè các bạn. Mời các bạn nha. Chấm với muối ớt xanh nha. Đứt cái nó nhẹ nhàng gì đâu hết trời. Mặn à. Mời các bạn nha. Nó lòng mặn mặn. Muối này hơi mặn nè. Ớt chè cũng hơi mặn, đúng ra này mình ăn cơm cũng ngon hơn. Đúng không? Bây giờ không có cơm, rồi. Không có cơm thì mình mượn miếng này đi. Nhà hết dở rồi. Mời bạn miếng cà chua nha. Đỡ mặn. Đúng là mình đi bắt chuột này mà ở vườn nào mình bắt được một con vậy là người ta cho mình đúng trái dừa. Thêm một tỷ dừa nữa rồi. Con nghe người ta nói vậy á. Ừ. Mình bắt được chuột người ta cho mình thêm tiền của trái dừa luôn. Bắt chuột mướn 5.000 một con. Này ớt hơi mặn nha. Mặn quá mặn rồi. Ăn cơm mà. Hết gạo nha các bạn. Hết gạo rồi. Hết gạo nha các bạn. Mua mà chưa đem vô tới nữa các bạn. Bây giờ mình ăn này xong rồi mình vô mình ăn cơm tắng nha các bạn. Tắng. Trúng chuột rồi bạn ơi. 6 con chuột. Đến lòng nổi này chỉ còn nhiêu đây nha bạn. Thì buổi bắt chuột của anh em mình hôm nay thì cũng tương đối là nhiều chuột các bạn. Thì ăn uống cũng xong xuôi rồi. Thì anh em mình xin phép được kết thúc clip tại đây nha. Nếu các bạn có thấy hay vui thì cho anh em mình xin một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký ủng hộ kênh Ba Thảo Bánh Tre mình nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.